góp phần tạo sức hút cho các bộ phim truyền hình lên sóng vào năm 2021 là sự kết hợp ăn ý về diễn xuất của các cặp đôi diễn viên. Nổi bật nhất trên màn ảnh nhỏ 2021 có lẽ là Long và Nam do Mạnh Trường và Phương Oanh đảm trách trong phim Hương Vị Tình Thân. Suốt 136 tập, khán giả liên tục bàn tán sôi nổi về cặp đôi này. Những câu thoại, những màn thả thính hay chỉ là ánh mắt của họ cũng trở thành đề tài bàn tán. Bộ phim đánh dấu lần hợp tác đầu tiên nhưng thành công rực rỡ của cặp đôi Phương Oanh, Mạnh Trường. Nói đến cặp đôi đẹp trong phim Việt không thể không nhắc đến Song Hồng, Hồng Đăng, Hồng Diễm. Năm vừa qua, bộ phim Hướng Dương Ngược Nắng ghi dấu họ đóng cặp cùng nhau đến lần thứ 6. Tình yêu giữa Minh Châu và Trung Kiên mang màu sắc của yêu xen lẫn toan tính, thù hận nhưng vẫn được khán giả yêu thích. Phim Hướng Dương Ngược Nắng còn có sự kết hợp ăn ý của cặp đôi lần đầu hợp tác là Việt Anh, Thu Trang. Vẻ cứng cỏi, cá tính của Lương Thu Trang hóa ra lại rất hợp với phong thái ngang tàng, tự tin quá trớn của Việt Anh. Cặp đôi có những khoảnh khắc vừa lãng mạn, vừa hài hước khiến khán giả bật cười. Thanh Sơn, Khả Ngân cũng có sự kết hợp ăn ý khi đóng cặp Nhi và đăng trong phim 11 tháng 5 ngày. Không chỉ ngọt ngào trên phim mà ngoài đời, hai diễn viên rất thân thiết, thường xuyên chụp ảnh tình cảm hoặc giao lưu trò chuyện trên trang cá nhân. Thanh Sơn, Khả Ngân thậm chí còn bị Nhi đăng bí mật hẹn hò sau khi vào vai quá ngọt. Cuối cùng, cả hai đã khẳng định chỉ là đồng nghiệp đơn thuần. Cặp đôi chị em diễn xuất ăn ý trong phim đang phát sóng Thương Ngày Nắng Về là Đình Tú, Huyền Ly Di. Dù trên phim nhân vật của cả hai vẫn chưa chính thức hẹn hò, nhưng khán giả đều công nhận hai người quá đẹp đôi. Sau khi Đình Tú, Huyền Ly Di thực hiện bộ ảnh chung tình cảm, khán giả càng mong đợi ngày hai nhân vật Hoàng Duy, Vân Trang thành đôi trong Thương Ngày Nắng Về. Duy Hưng và Thanh Hương là phép cộng bất ngờ từ phim Mùa Hoa Tìm Lại. Dù phim đã kết thúc nhưng khán giả hiện vẫn nhớ tới anh đồng cục xúc hay cáu kỉnh, ít nói nhưng chân thành, cùng cô Lệ chân chất, tốt bụng chịu nhiều vất vả. Và Đồng, Lệ vẫn là cặp đôi đẹp trên phim năm 2021. Cặp đôi Ngọc Anh, Anh Tuấn trong Phố Trong Làng đang phát sóng cũng nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Trên đây là những cặp đôi được xem là ăn ý nhất màn ảnh Việt năm qua. Bạn chọn Mạnh Trường, Phương Oanh hay Huyền Ly Di, Đình Tú hay cặp đôi nào khác? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.